Ồ, vậy là hướng mưa xong thì máy vẫn có thể cảm ứng được các bạn ạ. Đúng là IP65 có khác. Mặc dù dính nước mưa xong nhưng mà máy nó không bị loạn cảm ứng. Ui, vừa nói xong. Ui, vừa nói xong. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Pap Công Nghệ nha. Và trên tay của mình hiện tại đây chính là em Xiaomi Redmi K70 Ultra. Và ok, hôm nay mình sẽ test thử hiệu năng trên em Redmi K70 Ultra này ở trong một cái điều kiện, đó là bên ngoài trời này. Hiện tại đang mưa rất là to luôn nha. Bên ngoài trời mưa rất là to nha. Đó. Và đây bây giờ mình sẽ test game ở trên em máy này đây, Redmi K70 Ultra. Bắt đầu video thôi. Shopee của Pap Công Nghệ có bán đầy đủ các dòng điện thoại mới nhất thị trường Xiaomi Redmi Turbo 3, Redmi K70 Series, IQ Z9, Z9 Turbo, máy tính bảng, gaming phone và phụ kiện điện thoại như kiểu củ gắp sạc của Realme, Xiaomi 120W, 33W, 80W, loại nào cũng có. Các bạn hãy lên Shopee của Pap Công Nghệ ấn theo dõi để cập nhật các thông tin mới nhất nha. Trên tay của mình chính là em Xiaomi Redmi K70 Ultra. Nói sơ qua về phần ngoại hình của em nó thì mình thấy rằng nó khá là mới mẻ các bạn ạ. Bởi vì cái màu sắc này ở trên em Redmi K70 và K70 Pro ấy thì em nó đều chưa có nha. Mặt lưng thì mặt lưng kính vừa trơn vừa nhám. Mình không biết nói thế nào nhưng mà không bám mồ hôi rồi vân tay nha. Khung viền của em nó thì được làm bằng kim loại. Nói chung là ở cái phần khung viền này mình thấy rằng thiết kế khá là cao cấp đấy các bạn ạ. Bạn cứ xem kỹ cái phần thiết kế của em nó nha. Nói chung với một con máy tầm giá 9 triệu thì em này không còn gì để trên nữa rồi các bạn ơi. Và cái phần khung viền này thì mình cảm giác rằng cầm không khác gì em Realme GT6 cả. Và nói sơ qua về phần hiệu năng của em nó này, thì em điện thoại này được trang bị con chip ở Dimensity 9300 Plus với điểm số AnTuTu khá là cao, 2.141.340. Điểm số này thì nói chung là cũng ngang kèo so với em IQ Neo 9S Pro Plus rồi. Và ok, ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test lại tựa game Wuthering Way nhá. Ở đây mình cũng sâu qua cho các bạn xem cái FPS của em nó và cái nhiệt độ bề mặt nha. Mình đã có clip để test cái phần nhiệt độ rồi. Nó khá là chuẩn so với cả nhiệt độ của máy đấy các bạn ạ. Về phần GPU và CPU thì mình sẽ để là high quality nha. Nói chung có cái gì tăng lên được thì mình tăng hết lên nha. Rồi, quay trở lại game. Rồi, mình sẽ bật game lên max setting vậy. FPS đang loanh quanh 60. Nhưng mà mình cảm giác rằng nó hơi giật một chút các bạn ơi. Inherent Visual thì mình sẽ tăng lên HDR nha. Bright đây, bright. Đấy, nói chung là Xiaomi thế hệ mới ấy, nó có sẵn cái tính năng đó là tinh chỉnh filter để các bạn chơi game màu sắc nó ok hơn. Và mình thấy rằng cái màu sắc này ở trên em đúng là màu sắc bật filter lên có khác các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Quay ra. Mình đang chơi Wuthering Way Max Setting nha. 60fps thẳng tắp luôn này. Uầy, không xi nhê gì luôn, bật combat lên ulti không xi nhê luôn các bạn ơi. Thậm chí khi mình xài QTE thì nó chỉ còn giảm xuống 5-6 thôi, chứ không có giảm quá là sâu đâu. Mình thấy rằng cái tính năng bật filter khi mà chơi game ấy thì chỉ có những cái dòng đĩa thiết bị của PC hoặc là gaming phone mới có thôi. Và hiện tại thì Xiaomi cũng đã có luôn cho các chúng ta rồi. Quá là đỉnh cao luôn, game nó đẹp hơn là chính xác rồi. Các bạn nhìn cái bóng đêm này, game rất là đẹp luôn. Ôi, nhưng mà chơi có một lúc mà nhiệt độ lên tới 37,9 độ C rồi. Ok, số 54. Nhiệt độ lên tới 38,4 độ C. Và FPS thi thoảng có giật cục xuống 54 một chút nhưng mà giao tranh xong thì lại trở về 60. Được đấy nhở. Nhưng mà con máy này khá nóng các bạn ơi. Khung viền của nó được làm bằng kim loại cho nên là nó tản nhiệt ra bên ngoài rất là cao. Mình cảm nhận rõ được cái mức độ nóng của em nó đang tỏa ra tay mình. Dùng cái ulti phát số 54 FPS các bạn ơi. Hơi tụt giảm nhở. Nói chung là màu sắc sau khi bật filter lên rất là đẹp luôn. Thế này mình sẽ dừng lại để mình bật lại filter khác cho các bạn xem nhé. Bật lại cái filter Natural này.
Đấy thì nhìn nó sẽ tối hơn và màu sắc nó sẽ xấu hơn các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta sau khi mà chúng ta bật cái filter extreme lên thì đảm bảo là nó rất là đẹp. Đẹp thực sự luôn. Cái màu đỏ ấy thì nó rất là đỏ và cái màu tím thì nó rất là tím. Ôi, chơi một lúc tầm khoảng 10 phút thôi mà máy đã lên 40,3 độ C rồi. Nói chung là con Dimensity 9300 Plus này chơi rất là khỏe nhá. FPS lúc nào cũng 5960 này. Hơn hẳn so với em Realme GT 6 lần trước rồi. Không biết nói thế nào chứ nhiệt độ lên hơi cao các bạn này. Lên 41 độ C rồi. Ảo thật. 55 rồi. Uầy. Bắt đầu có hiện tượng là sụt lún FPS rồi các bạn này. Đúng là ui 49. Bật ulti phát xuống 49 FPS. Ui bắt đầu. Không ổn. Mới có 41,3 độ C thôi mà bị lóc xuống này thì hơi khoai. Là 10. Đúng là nhiệt độ khi mà nóng lên thì nó bị bóp lại các bạn này. Nóng quá, mày nóng quá. Chắc là ra tí nước mưa cho nó tản nhiệt anh em nhỉ. Ồ, vậy là hướng mưa xong thì máy vẫn có thể cảm ứng được các bạn ạ. Đúng là IP65 có khác. Mặc dù dính nước mưa xong nhưng mà máy nó không bị loạn cảm ứng. Ui, vừa nói xong. Tiêu diệt đâu đó tầm khoảng 3-4 con bot gì đấy với một ít lính. Chứ làm gì có nhiều đâu. Đi lắm, đi bình thường nó còn 45 này các bạn ơi. Nói chung là các bạn test Genshin Impact thì nó cũng không đủ sức cân với con chip Dimensity 9300 Plus đâu. Phải chơi Wuthering Way như này mới ok này. Bật filter lên rất là đẹp luôn nha. Mình mới thấy cái tính năng bật filter này trên NDVA phiên bản mới nhất thôi. Ok nha. Chắc mình sẽ dừng nó FPS thôi chứ máy nóng quá rồi. Thậm chí bây giờ mình di chuyển qua lại nó còn không ok cho lắm nữa. Nhiệt độ thì đã lên tới 42,7 độ C rồi này. Ok, quay trở lại scene này. Ok, và đây là biểu đồ đo FPS của em nó khi mà chơi tựa game Wuthering Way. Ở trong những cái phút đầu tiên này, từ phút thứ 0 cho đến phút thứ gần 2 ấy, là bởi vì máy chưa nóng lên, FPS thẳng tắp ở 60 FPS luôn, không có xi nhê gì cả. Nhưng mà sau đó các bạn nhìn này, nó trồi sụt lên xuống khá là nhiều. Mặc dù mình đã chơi game ở ngoài trời và thời tiết đang khá là mưa. Đấy, thời tiết đang khá là mưa các bạn này. Nhưng mà nhiệt độ máy vẫn lên rất là cao. Và chơi Wuthering Way thì bị sụt lún rất là nghiêm trọng. Nhưng mà phải nói rằng ấy, mình đang bật mắc cấu hình của GPU và CPU. Đồng thời là bật thêm cả cái filter nó tốn khá là nhiều tài nguyên các bạn ạ.